Ê, thế bắn này tôi phải đi khoảng 10 phút nhá, anh em sẽ hot stream cho tôi nhá. Ok á, tôi đọc tên rồi. Đấy. Cái đường đầu cũng đến 500 tiền á. Trời ơi, bảy không kịp, cay thế. Bắn nó bảy hai thằng ngon quá trời. Tôi sẽ không nói thẳng lý do tôi đi đâu nhưng mà nó là đi phơi quần áo. Oh shit, nghe cái lý do sập lồn như vậy. Bởi vì sáng nay cúp điện nào, sáng nay cúp điện đấy, xong rồi máy giặt nhà tôi là máy giặt điện tử không? Nó có chức năng mẹ khóa lại đang giặt cúp điện thoát nó khóa còn mẹ lại xong giờ có điện nó mới mở ra được. Mẹ. Khó quá luôn. Chứ không tôi phơi đồ. Không là tôi phơi đồ từ sáng rồi. Chào mừng em đến với giải ao làng làng gì thôi, ăn làng lòn. Ờ giải ao làng lòn. Solid nha, solid nha. Mẹ giải ao làng lòn. Cái này thì giá 500 tỷ á, 500 tỷ á. Năm sau chúng ta sẽ có Dương bôi to và Thanh bôi to. Bên phải chúng ta sẽ có bôi quang, bôi to quang và ND Khánh Phạm. Và bây giờ thì chủ stream sẽ đi phơi quần áo một lý do rất thuyết phục. Đi cơ vậy. Ôi. Chủ stream đi phơi quần áo. Chỉ có Serif thôi hả? Anh em coi custom vui vẻ nha, tôi sẽ đi phơi quần áo 10 phút. Nhờ Thanh 500 tỷ đấy. Thành cầm điện thoại lên đọc tên chúng nó rồi. Ôi sao thằng Quang không mua Serif nhờ? Thằng Quang nó đang tôi Serif River luôn kìa. Thằng nào? Thằng nào Serif River ấy? Sao đấy? Tao coi live stream. Mày đá đi luôn. Ơ kìa thằng này. Ô kìa tắt đi. Dạ em thế rồi. Tắt stream rồi. Rồi đấy. Ôi. Ây à. Ây rồi ây. Đúng rồi. Không biết rồi. À, đâu ở đâu? Mình phải con chó ấy, bắn Serif mà. Tao bắn Serif em bẩn đâu. Thằng Quang cái này mà. Bắn bẩn, bẩn. Bẩn mày. Bẩn quá, bắn ra sức kìa. Bắn ra sức. Ô kìa. Thế nãy tôi nhắn là Serif mà nó không chịu Serif. Quang. Nó nhắn. Quang. Không Serif. Quang hư thật đấy. Nó nhắn nó thì thầm với tôi là không Serif. Không Serif thì thôi, bắt khẩu khác. Không Serif à? Không Serif thôi. Thôi. Bắn khẩu. Mày có thể chắc toàn bộ lên không thay gì rồi đi mẹ. Mày nhắn tin. Good luck Sky. Nhắn tin riêng cho tao đi mẹ. Bị ban chát mộ mày. Thằng này bị ban chát á. Chán gì ban chát. Ô ban chat được không? What the fuck? A few moment later. Nhân, chủ stream nó quay lại, nhân. Đi hẳn 10 phút. Chưa tới 10 phút. Những 10. Sao mày được? Bình luận viên không được thông báo vị trí nha. Ok. Không chờ thông báo vị trí nha. Ok. Mày cái tắt stream nha. Ôi mẹ có ma hay sao mà tự nhiên tôi nghe tiếng bước chân trong khi hai ông đang walk vậy. Còn Zoro có fake mà, ok. Zoro á, có skill á. À ừ, quên mất. Mẹ nói mẹ ra rồi. Có mẹ cáu ấy không? Không bình luận viên thử lăng. Quang với hai pha fake gỡ bom nhưng mà cuối cùng vẫn lại thua. Ông mình lương viên đi con ngoài. Cấu bởi vì em quá bình luận mẹ bắt tí mất chân hai thằng lỗ hết rồi. Con chó này. Hai thằng này hát đánh đúng. Nhau ai ngờ lỗ hết rồi. Tao đánh nào mày. Cấu anh luôn. Mình đối viên đồ. Và bây giờ sẽ là Quang 1v2. Lộ vị trí dưới bước chân đến từ vị trí của Quang. Ủa Dương đã không để ý. Choáng thành công. Vài bên. Hồi sinh lên Dương. Wow. Quang cắn bay Quang ơi. Sao để nói nó thế nó buồn đấy. Gì đây. Choáng vẫn em được. Hách à. Choáng bắn rùa được à. Thua rồi đi bỏ hách. Ơ kìa Quang. Chứ bẩn ấy. Silver bắn nào. My ultimate is not ready.
Ui mẹ, Quang nó nhắn tin cho tôi nãy giờ để tôi đọc cho có thể là phá hủy tình anh em. Check xem thằng đồng một nha. Check xem Thành có emote không nha. Tao thấy nó bắn ảo vừa cờ lờ. Chấm hỏi hack à. Choáng vẫn êm được. Thằng Thành bắn ảo thế. Rùa vờ cờ lờ. Dương đã sử dụng nguyên liệu ulti. Dương thành công. Thành đã đẩy vào. Thành bị ăn rau. Và bây giờ sẽ là chờ Quang. Quang đã solo thành công. Và một pha hoàn hảo dành cho đội đỏ. Dương là người chiến thắng. Dương và Thành là người chiến thắng. Quang hơi cay. Bình thường bắn với anh em thì ngu mà tùy chỉnh bro thế. Đâu mà hôm Thành còn bắn gánh tao suốt mà ở kia. Nó gánh tao suốt đi. Mẹ mày. Tao Khánh off rồi. Ơ thằng Khánh off hả? Khánh ơi. Ơ Khánh off rồi. Không Vinh à. Nhưng mà Vinh đang chơi nhân bản. Ơ Quang cọc hết rồi rồi. Ơ Quang cọc quá. Ơ Quang off luôn rồi. Ơ kia. Ok. Ừ. Thế quả vừa rồi tao không nên quen tap đầu nó. À đây anh Khánh lên lên stream chat đây rồi. Cay quá nghỉ rồi, Khánh cũng cay mà Quang cũng cay nghỉ. Khổ. Ok. Sợ cay, sợ cay. Lại cay. Ok. Bắn vui vẻ anh. Sợ cay. Vui vẻ với nhau đi cay. Buồn.